con hẻm nhỏ. Nhà tao cũng rất nhỏ nhưng mà cái gan tao to. Từ bé đã tự kiếm sống chứ không mong chờ ban phước từ ai cho. Gấp ngã trên đoạn đường đời thường luôn bên cạnh có anh em tao. Lo bước chân ra đời đầu đối trời chân đập đất. Dù giận đối sao dời tao vẫn luôn sống chết. Muốn biết cách sống của tao thì mày cứ test thử xem nào. Và khi đồng chuyện mày xem anh em tao xử mày ra sao. Tao rất ít nói chỉ có một cách mỗi khi tiếp chuyện là dùng dao. Nên khi đối diện với tao thì mày đừng có bố láo rồi bắt nháo. Ở đây thì không có chỗ cho mấy thằng nào sống mắc ma. Riêng tao vẫn luôn tồn tại dân bất hư chiên. Tao là Long Ca. Đang anh khóc đau lòng như rồng thiên bậc tư có máu điên. Khi giao chiến tao như long tranh hồ đấu, đã xông pha bao phen đi bao nhiêu trong gai. Giàu sinh ra tư thấp tư như sinh xem chết đã bao lần. Đời ta đã tập quen chiên xương giữa phú đời trai. Thiếu niềm bậc tư chẳng ngay khó khăn chẳng bước kịp phong trào. Thách thằng nào bước vô khu tao mà đem con cái mặt bộ lão. Thích thì một một với tao nếu mày muốn ăn thì mày. Cho nên tao phải là chọn muốn gạt thì ra muốn giàu là giàu. Mà tham gia xấu tao sẽ cho mày số không còn một cái răng ngang cháo. Nói mày nghe, nói mày nghe nè. Không phải khoe với dẫn cái lỗ tai chó lên nghe nè. Bước vô khu tao thì phải biết trước biết sau. Giang hồ dùng não chứ không dùng da, nhưng mà sống lâu đạo thì